Chuyên mục An ninh Long An Chuyên mục An ninh Long An Chuyên mục An ninh Long An của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An kính chào quý vị và các đồng chí Trong chuyên mục kỳ này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi những nội dung chính sau đây Chi hội khuyến học công an tỉnh tổ chức kiện toàn ban chấp hành chi hội giai đoạn 2016-2020 các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Long An tăng cường cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Phóng sự khám phá chuyên án trộm đột nhập. Chi hội khuyến học công an tỉnh Long An tổ chức kiện toàn ban chấp hành chi hội giai đoạn 2016-2020 và bầu đại tá Nguyễn Giang Đức, phó giám đốc công an tỉnh giữ chức vụ chủ tịch chi hội khuyến học. Theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020, Chi hội khuyến học Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo chủ trương đường lối của đảng, nhà nước và của ngành. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện chủ trương xã hội quá giáo dục của đảng và nhà nước, Chi hội khuyến học Công an tỉnh tiếp tục dần động các lực lượng xã hội trong ngành và ngoài ngành, tích cực tự giác tham gia đóng góp tạo nguồn kinh phí, phục vụ cho các hoạt động khuyến học khuyến tài tại cơ sở đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nâng cao trình độ, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong lực lượng công an tỉnh, tổ chức tặng quà cho học bổng cho con em cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Tại hội nghị, Đại tá Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Nguyên Chủ tịch Chi hội Khuyến học Công an tỉnh giai đoạn 2011-2015 đề nghị Chi hội Khuyến học trong nhiệm kỳ mới cần tập trung xây dựng và phát triển mạnh mẽ quỹ khuyến học nhằm giúp đỡ nhiều hơn con em cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn củng cố xây dựng, phát triển tổ chức hội ngày càng trưởng mạnh. Đảng quỹ Công an quyền bên nước vừa tổ chức hội thi kể chuyện về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề Sáng mãi gương người, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đại. Tham dự hội thi có 11 thí sinh đại diện cho 11 đội thi thuộc Công an quyền bên nước. Các thí sinh đã đem đến hội thi những câu chuyện kể đầy cảm xúc về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các thí sinh chuẩn bị chu đáo cho phần thi của mình cuối mỗi câu chuyện, các thí sinh rút ra bài học cho bản thân, tập thể, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống cũng như trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Trong đó, nhiều mẫu chuyện bác dạy lực lượng công an nhân dân gắn với chủ đề của đảng quỹ công an quyền đề ra trong năm 2017, siết chặt kỷ luật điều lệnh thực hành tiết kiệm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho Trung quý Phẩm Thị Phượng Hằng, chi bộ đội tổng hợp công an quyền Bến Lức, 2 giải nhị, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích và một giải phụ. Thưa quý vị và các đồng chí, là một trong bốn đơn vị được Công an tỉnh chọn làm điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân dân về nhân dân phục vụ. Công an quyền Cần Đức triển khai trong toàn cán bộ chiến sĩ thi đua thực hiện tốt cuộc vận động trên. Theo đại tá Thái Hữu Đức, trưởng công an quyền Cần Đức, để thực hiện tốt cuộc vận động công an quyền Cần Đức tổ chức hội nghị triển khai quán triệt và phát động toàn thể cán bộ chiến sĩ công an quyền và công an các xã thị trấn thực hiện cuộc vận động đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đội nghiệp vụ, công an các xã thị trấn và xây dựng chương trình đăng ký thực hiện cuộc vận động của chi đoàn và hội phụ nữ công an quyện với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh triển khai và thi đua thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân dân vì nhân dân phục vụ qua việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh. Trong những năm qua, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh tập trung thực hiện cải cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong thực hiện nhiệm vụ nhằm kịp thời giải quyết các thủ tục về xuất nhập cảnh cho người dân và các nhà đầu tư, các chuyên gia nước ngoài. Đơn vị tập trung vào lĩnh vực dễ xảy ra phiền hà ảnh hưởng đến nhân dân để thực hiện cải cách chấn chỉnh như việc tiếp nhận hồ sơ, đề nghị cấp hộ chiếu thị thực, đồng thời xây dựng tác phong kính trọng lễ phép khi giải quyết công việc của nhân dân. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh được niêm yết công khai và hướng dẫn cụ thể từng loại, mức thu phí, lệ phí. Trong giải quyết các thủ tục về xuất nhập cảnh, thời gian được rút ngắn giải quyết trở kết quả từ 15 ngày còn 8 ngày. Đối với những trường hợp người nước ngoài cần kết quả để xuất cảnh ký hợp đồng, gia đình có hữu sự, đơn vị sẽ lên đồng giải quyết trở kết quả trong ngày ngoài ra phòng quản lý xuất nhập cảnh còn kết nối mạng di tính nội bộ với cục quản lý xuất nhập cảnh để truyền tải thông tin giải quyết đề nghị cấp hộ chiếu cấp visa thẻ tạm trú để quản lý trao đổi thông tin về khách nhập xuất cảnh lưu trú trên địa bàn Thưa quý vị thính giả và các đồng chí, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh dân dân về nhân dân phục vụ, công an quyền thành quá triển khai trong toàn cán bộ chiến sĩ thi đua thực hiện tốt cuộc vận động trên. Theo đó, lãnh đạo công an quyền phát động toàn thể cán bộ chiến sĩ công an quyền và công an các xã thị trấn tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quyền. Mới đây, công an quyền thành quá bắt nhóm tội phạm đột nhập vào nhà dân, trộm cắp tài sản với phương thức thủ đoạn tinh vi. Công an quyền thành quá bắt quả tang hai đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm tài sản có giá trị gần 200 triệu đồng trả lại cho người dân, được chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng đánh giá cao. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên An Ninh Long An về vụ án trên. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe. Thời gian qua, trên địa bàn quyền Thành Quá xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, nhất là trộm xe mô tô và trộm đột nhập vào nhà người dân để lấy trộm tiền, vàng, xe máy, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quyền. Người dân quan mang, lo lắng. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự giúp người dân an tâm lao động sản xuất, Công an quyền Thành Quá tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 2017, Công an huyện Thành Quá phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Giang Chỉnh sinh năm 1988, ngụ xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ và Trần Giang Thắng sinh năm 1969, ngụ ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang thực hiện hành vi đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Kiều Thu sinh năm 1964, ngụ ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, huyện Thành Quá, tỉnh Long An để trộm cắp tài sản. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tăng vật mà các đối tượng trộm được gồm 44 triệu đồng, 5,3 lượng vàng, một máy tính sách tay và một máy tính bảng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ công cụ mà hai đối tượng mang theo để cậy cửa vào nhà người dân đột nhập vào, gồm một cây kiệm cộng lực, một cây búa, một cây đục, một thanh sắt dẹp và một chiếc xuồng gỗ cho các đối tượng sử dụng để di chuyển đến địa điểm trộm. Hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn của các đối tượng là phân công đối tượng tại địa phương khảo sát địa điểm, tìm con mồi, sau đó thông tin cho các đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai xuống địa bàn quyền để trộm cắp tài sản. Các đối tượng thường sử dụng chứng minh nhân dân giả để lưu trú trong nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn quyện, chờ đến ban đêm để đi gây án và tẩu thoát về Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ tài sản. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trộm thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện Phan Tấn Đạt sinh năm 1991, ngụ ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, huyện Thành Quá, tỉnh Long An, đã biết trước Vĩnh và Thắng sẽ đột nhập vào nhà bà Thu để trộm cắp tài sản vào ngày 15 tháng 3 năm 2017, nhưng đã không tố giác hành vi trên với cơ quan chức năng. Công an quyền thành quá tỉnh Long An vừa trao trả 44 triệu đồng, 5,3 lượng vàng, một máy tính sách tay và một máy tính bản cho bà Nguyễn Thị Kiều Thu là nạn nhân vụ trộm cắp tài sản. Đây là số tài sản công an quyền thành quá thu được khi bắt quả tang ba tên trộm đột nhập vào nhà bà Thu trước đó. Khám phá thành công chuyên án trộm trên là chiến công xuất sắc của công an quyền thành quá, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân dân vì nhân dân phục vụ đem lại niềm vui cho bà con địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quyền thành quá ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thắng, dĩnh về tội trộm cắp tài sản và đối tượng đạt về tội không tố giác tội phạm. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Quá đang tích cực điều tra mở rộng, sớm đưa băng trộm ra trước pháp luật. Qua vụ án này, đề nghị người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác trong bảo vệ tài sản của mình, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Công an quyền Thành Quá đề nghị người dân trên địa bàn quyền cần nâng cao ý thức từ bảo quản tài sản, nên sử dụng nhiều biện pháp khóa bảo vệ an toàn nhà cửa và tài sản của gia đình, tránh để xảy ra mất trộm. Đồng thời rất mong bà con nhân dân ý thức cảnh giác nếu phát hiện các đối tượng lạ mặt xuất hiện ở địa phương có nhiều dấu hiệu khả nghi, kịp thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Để biểu dương thành tích đạt được của công an quyền Thành Quá, ngay sau khi bắt các đối tượng trộm trên, thiếu tướng Phan Chí Thành, giám đốc công an tỉnh thưởng nóng 10 triệu đồng cho ban chuyên án vì đã có thành tích xuất sắc trong triệt xóa băng trộm chuyên đột nhập vào nhà dân. Quý thính giả thân mến, chuyên mục An ninh Long An của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt quý vị.